Tất cả mọi người, hôm nay mình lên clip và giới thiệu mọi người hai cái sản phẩm shop vừa mới về nhé. Shop vừa mới về đó là hai cái đầu máy, về số lượng rất nhiều. Ở đây giới thiệu mọi người hai sản mẫu sản phẩm đó, đầu máy 260 này và đầu máy 430. Thì con này là 34F này, 34 ly này, dòng 34 ly 26cc nhá. Đó, con này nòng 40 ly 36cc, 40 ly 36cc nhá. Đó là đầu 430 nhái Mitsubishi TU43 nha các bác nhá. Máy rất đẹp. Đó, rất đẹp nhá. Tem Iataka. Lốp máy AIPU nhá. Thì con này là sử dụng bố côn lớn này. Con này sử dụng bố côn nhỏ này. Đó. Thì bác nào mà muốn mua về gắn ở bình phun thuốc này, hay là làm động cơ bơm nước này, hay là chế xe nhá, chế đồ nhá, hay là thay vào những cái đầu máy cắt cỏ hỏng đó, thì mình có thể lựa chọn hai sản phẩm này bên em. Đó. Thì cái này là 430 này, nó là bố côn lớn nha các bác nhá. Con này 260 và bố côn nhỏ. Đó. Sản phẩm này tuy là sản phẩm của Trung Quốc thôi, nhưng mà sản phẩm rất chất lượng như các bác. Bác có thể sử dụng 3 đến 4 năm nhé. Đó, hoặc là hơn. Đó, mình cứ pha thì lại đúng, thì lại nhớ là dùng thoải mái ok luôn. Dùng xong nữa thì hỏng vứt. Đấy, giá nó không giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Máy rất đẹp. Mitsubishi nhãn nhìn nhái rất giống với Mitsubishi TU43, khá chất lượng luôn. Cái bôi nó các bác ơi. Bôi 260. Bôi 430. Đó. Chào cái lốc máy này. Mình sử dụng cái bộ điện của AIPU nhá. Khá nổi tiếng, thương hiệu khá nổi tiếng. Đây các bác thấy không? Thằng này. Này cũng thế. Bộ điện này thương hiệu rất là nổi tiếng nha, trong sản xuất máy cắt cỏ, máy cưa. Đó. Cái này thì bên em mua về nó chưa có ráp cái côn. Đó, các bác nào mà mua hàng ấy, thì có côn sẵn rồi thì mình về mình ráp vào thôi, không thì mua thêm bộ côn bên em nhé. Sản phẩm nòng 40 ly các bác nhé. Con này chạy cực khủng luôn rồi, cực khỏe. Các bác nào mà mua về mà chế đồ, chế xe đạp thì nên chọn con như này, chạy bao khỏe cho các bác luôn. Đó, máy rất đẹp. Bình xăng này, bình xăng lớn này. Đó, khá chất lượng. Rồi, con này là con 260, mua bác nào mà gắn ở bình xịt thuốc này. Đó, thương hiệu Thái Lan nhé, Kai Toa. Đó. Rồi thì bên em về số lượng rất là nhiều, hai mẫu này mỗi mẫu toàn vài chục cái thôi. Đó. Bác nào mà mua hàng thì liên hệ số điện thoại 0976 123 30. Thì cái giá sản phẩm thì em sẽ để dưới phần mô tả nhé. Vì là thực ra cái thời gian này nó đang bị dịch cấm biên nên là giá sản phẩm nó biến động, nên là rất là khó, em rất là khó báo giá chi tiết cái sản phẩm như thế này. Giá xuống thì em sẽ giảm xuống các bác, giá lên em sẽ giảm lên, phải lên cho các bác thôi. Em sẽ để giá chi tiết ở cái phần mô tả sản phẩm nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bác nào mua hàng liên hệ số điện thoại 0976 123 30. Chào mọi người nhé.